Chào bạn, trong video ngày hôm nay Vân sẽ chia sẻ với các bạn 5 cách để có một mối quan hệ lâu dài trong tình yêu bằng luật hấp dẫn. Ok, let's go. Trong video trước Vân đã chia sẻ với các bạn là lý do vì sao mọi cuộc tình đều đi tới hồi kết của nó. Thì nếu bạn nào chưa xem cái video đó thì hãy xem lại cái video đó trước khi các bạn bắt đầu xem cái video này. Và Văn có một lời đề nghị với các bạn, đó chính là khi các bạn theo dõi cái video này, theo dõi những cái cách mà Văn sắp chia sẻ ở đây, thì nếu các bạn có nghĩ ra hoặc là các bạn đang áp dụng những cái cách nào nó tương tự mà các bạn cảm thấy nó hay và muốn chia sẻ thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau chúng ta chia sẻ những cái cách mà để có thể giữ được cái mối quan hệ lâu dài trong tình yêu. Ok, và chúng ta sẽ đi vào cái thực tế mà cái video trước Văn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái sợi dây rung động này. Cái sợi dây rung động này lúc nào nó cũng đi xuống hết. Nếu hai bạn không có nỗ lực để làm cho nó ngóc đầu đi lên thì nó lúc nào nó cũng sẽ đi xuống hết. Và có một số bạn sẽ thắc mắc là khi các bạn xem những cái bộ phim ngôn tình đó, các bạn thấy cái tình yêu nó rất là đẹp đẽ. Cái tình yêu nó cũng giống như cái mũi tên này, lúc nào nó cũng đi lên hết. Bởi vì trong phim thì các bạn sẽ thấy là hai cái nhân vật chính họ lúc nào họ cũng trải qua những cái sóng gió ở trong phim và tình cảm lúc nào nó cũng nhiều hết. Và khi các bạn xem phim thì kết thúc phim sẽ là hai cái người nhân vật chính họ tới với nhau, nhưng mà tới đó là hết phim rồi. Còn khi mà hai người đó tới được với nhau rồi thì cái khoảng thời gian sau đó là như thế nào thì chúng ta sẽ không có biết. Thì đó là trong phim, trong thực tế là mũi tên này và trong phim sẽ là mũi tên như thế này. Ở đây là cái thực tế mà khi các bạn mà không nỗ lực cho cái tình yêu của mình để cố gắng giữ cho một cái mối quan hệ lâu dài thì cái mũi tên nó sẽ đi như thế này. Nhưng mà khi các bạn áp dụng những cái phương pháp để làm cho cái sợi dây rung động này nó đi lên á, thì nó sẽ có một cái biểu đồ khác. Thì cái biểu đồ nó như thế nào á, thì tới cuối video á, các bạn sẽ thấy cái biểu đồ nó đi như thế nào khi các bạn áp dụng những cái cách để cứu vãn cho cái tình yêu của mình. Ok, thì cái mấu chốt ở đây á, cái nhiệm vụ của hai người khi hai người yêu nhau á, chúng ta phải làm sao cho cái sợi dây rung động nó đi lên chứ không được để cho nó đi xuống như thế này. Thì làm sao để cho cái sợi dây rung động nó đi lên á, thì Văn sẽ có những cái cách này để Văn chia sẻ với các bạn. Thì cái cách đầu tiên Văn muốn chia sẻ với các bạn á, nó sẽ là như thế này. Thì khi hai người yêu nhau á, Văn để ý là có một câu hỏi rất dễ thương mà những cái cặp đôi mà họ hay hỏi nhau á, là cái câu mà lý do vì sao mà em yêu anh, hoặc lý do vì sao mà hồi đó anh lại yêu em. Thì đó là cái câu hỏi Văn cảm thấy rất là dễ thương giữa hai bạn. Nhưng mà đa số chúng ta lại không có tận dụng được nó. Chúng ta hay làm sai ở cái điểm này. Đó chính là các bạn không trả lời vào đúng cái mấu chốt của câu hỏi. Thường các bạn sẽ trả lời là anh cũng không biết nữa, hoặc là em cũng không biết nữa, hoặc là anh yêu em thôi, không có lý do gì hết. Thì Văn chỉ các bạn cách mà các bạn có thể tận dụng cái câu hỏi này là các bạn hãy trả lời đúng vào cái mấu chốt của câu hỏi. Bởi vì thật sự chúng ta yêu một người, chúng ta sẽ biết vì sao chúng ta yêu cái người đó, mà không bao giờ mà có cái lý do mà tự nhiên mình yêu cái người đó hết. Thì cái lý do đó có thể là anh yêu em bởi vì em là một cô gái tốt bụng, hoặc là anh yêu em vì cái nụ cười của em, hoặc là anh yêu em bởi vì em đẹp, em xinh. Đó, những cái các bạn có những cái lý do hết. Nhưng mà các bạn để ý ở cái điểm này là khi các bạn trả lời như vậy sẽ có một cái sự rung động ở trong đối phương của mình. Và cái sự rung động đó nó sẽ giữ cho cái mối quan hệ của các bạn nó lâu dài hơn. Thì cái cách mà Văn muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là hãy kể ra những cái điểm tốt của đối phương của mình. Và kể ra là phải kể ra cho người đó biết. Thì khi đó nó sẽ tạo ra sự rung động bên trong cái người mà họ nghe, họ tiếp nhận đó. Thì cái sự rung động đó sẽ giúp cái mũi tên của các bạn nó đi lên. Thì cách thứ nhất đó là hãy kể ra những cái điểm tốt của người bạn đời của mình. Thì khi các bạn kể ra thì nó sẽ khiến cho cái mũi tên rung động. Các bạn hãy cứ thử đi, các bạn hãy cứ thử cảm nhận cái sự rung động ở bên trong khi các bạn nghe cái người bạn của mình, nghe người yêu của mình nói tốt, nói ra những cái điểm tốt của mình á, thì các bạn sẽ tự các bạn cảm nhận thấy cái sự rung động ở bên trong của các bạn. Thì đó là một cái câu hỏi nhỏ, nhưng mà cách mà Văn muốn chia sẻ cụ thể ở đây á, là có một cái trò chơi mà Văn được học khi mà tham gia những cái khóa học mà để duy trì cái mối quan hệ lâu dài á. Thực sự có rất là nhiều cách, chứ không phải nó dừng lại ở 5 cách này thôi. Nhưng mà những cái cách này Văn cảm thấy là nó liên quan rất nhiều tới luật hấp dẫn.
và chủ yếu là nó xoay quanh luật hấp dẫn thôi. Nên Văn chia sẻ với các bạn 5 cách này. Nếu các bạn cảm thấy cần nhiều hơn thì có thể comment ở bên dưới. Văn sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp với các bạn. Thì cái cách cụ thể ở đây mà mình được học là hàng tháng các bạn hãy cùng với cái người bạn của mình chơi một cái trò chơi. Đó chính là xem ai kể ra nhiều điểm tốt của đối phương nhất. Mỗi tháng trôi qua, các bạn sẽ nhìn lại cái mối quan hệ của hai bạn. Các bạn sẽ để ý lại là thấy cái người bạn đời của mình họ tốt hơn ở cái điểm nào. Có thể là họ bớt nóng tính hơn, hoặc là có thể là cái người bạn gái mình bớt ghen hơn. Thì các bạn sẽ thấy cái điểm tốt ở đối phương. Và cuối tháng chúng ta sẽ tổng kết lại. Người này nói cho người kia nghe là tháng qua anh thấy em tốt ở những cái điểm nào. Có thể là các bạn nói qua tin nhắn cũng được, hoặc các bạn có thể là các bạn gặp trực tiếp, các bạn nói gặp trực tiếp nói thì cái sự rung động nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà các bạn sẽ ngại nói, nên là có thể các bạn thường cái cách hồi đó mà Văn áp dụng là Văn làm một cái video này như thế này và Văn gửi cho bạn gái của mình xem là mình đã thấy là bạn gái của mình có những cái điểm tốt gì trong cái tháng vừa rồi. Thì đó là cái trò chơi mà hai người cuối tháng hai người ngồi lại xem cái đối phương của mình họ có những cái điểm tốt nào, thì hãy liệt kê ra những cái điểm tốt của đối phương. Và khi đối phương họ nghe mình nói về điểm tốt của mình thì sẽ tạo ra một cái sự rung động. Các bạn biết không, khi hai người yêu nhau nó sẽ như thế này, đó chính là mặc dù bạn đi ra ngoài bạn nghe bạn bè của các bạn khen bạn, hoặc bạn nghe đồng nghiệp, nghe sếp các bạn khen bạn, thì nó cũng không có cái cảm xúc, nó cũng không có dâng trào bằng cái việc mà bạn nghe cái chính cái người mình yêu khen mình một câu. Thì lúc đó cái cảm xúc và cái sự rung động của các bạn nó sẽ đi lên. Thì khi các bạn thấy cái mối quan hệ của mình nó bắt đầu nó không ổn rồi, nó bắt đầu nó đi xuống, nó không như trước rồi, nó đi xuống, thì các bạn hãy sử dụng cái phương pháp đầu tiên này để làm cho cái mũi tên của nó đi lên. Và sau một thời gian chắc chắn tiếp tục là cái mũi tên nó sẽ đi xuống. Thì nó là theo cái thực tế này là lúc nào cái sự rung động nó cũng bắt buộc nó đi xuống hết. Và chúng ta lại tiếp tục tìm những cái cách khác để đẩy cái mũi tên của mình đi lên. Thì ở đây các bạn cố gắng nghe và nghe những cái mà Văn chia sẻ tiếp theo, bởi vì những cái phương pháp sau nó sẽ hay hơn những cái phương pháp trước. Cái cách thứ hai là các bạn hãy tạo ra một cái sự bất ngờ nào đó trong tình yêu của mình, thì nó mới tạo ra được cái sự rung động. Các bạn sẽ để ý là giống như lần đầu các bạn nắm tay người yêu của mình thì sẽ có một cái sự rung động bên trong hai người, nhưng mà khi các bạn nắm tay nhiều rồi đó, cái sự rung động này nó không còn nữa, thì nó sẽ như cái mũi tên này các bạn, nó không còn nữa. Khi các bạn mới yêu nhau các bạn nghe người bạn đời của các bạn, nghe người tình của mình, người yêu của mình chúc các bạn ngủ ngon thì các bạn cảm thấy vui đúng không? Nhưng mà sau một thời gian lặp đi lặp lại như vậy, cái lời chúc đó nó trở nên bình thường, nó không có tạo nên cái sự rung động gì hết. Hoặc cái lời nói là nói thương người đó, thích người đó, hoặc là yêu người đó, thì ban đầu vẫn còn những cái sự rung động khi nghe những cái lời yêu thương như vậy. Nhưng mà sau cứ lặp đi lặp lại như vậy thì các bạn sẽ không còn cái sự rung động nữa. Nên cái phương pháp thứ hai Văn muốn chia sẻ với các bạn là các bạn hãy tạo ra những cái sự bất ngờ cho cái người đối phương của mình. Thay vì các bạn chúc ngủ ngon như bình thường, hãy cố gắng tìm một cái phương pháp nào đó chúc ngủ ngon nó khác đi, thì nó không như bình thường nữa, thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái sự rung động cho người bạn của mình. Hoặc là bất ngờ các bạn tặng cho người bạn gái của mình một món quà, thì cái cảm xúc lúc mà họ nhận nó sẽ khác so với cái việc mà các bạn tặng vào đúng cái ngày mà các bạn phải tặng. Thì đó là cái phương pháp thứ hai Văn muốn chia sẻ với các bạn, đó là tạo nên những cái sự bất ngờ. Và những cái yếu tố bất ngờ đó nó sẽ tạo nên cái sự rung động bên trong đối phương của mình. Thì đó là cái cách thứ hai Văn muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể tạo nên một cái sự rung động trong tình yêu. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy cái mũi tên của các bạn nó đi lên. Và tiếp tục là sau một quá trình cái mũi tên này đi lên thì chắc chắn nó lại phải đi xuống. Nó lại tiếp tục đi xuống, thì chúng ta lại tiếp tục. Các bạn thấy không? Trong tình yêu giữa hai người thì cần có cái sự nỗ lực rất nhiều để kéo dài cái mối quan hệ của mình. Thì cái mà phương pháp thứ ba Văn muốn chia sẻ với các bạn đó chính là phương pháp quên nó đi. Phương pháp này thật sự Văn đã chia sẻ với các bạn trong cái video mà hai bước thu hút người yêu cũ của mình về. Khi mà hai người yêu nhau, mới đầu các bạn yêu nhau thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy những cái điểm tích cực ở đối phương mà thôi.
Nhưng sau khi các bạn yêu nhau một thời gian dài á, thì thay vì nhìn thấy những cái điểm tích cực của nhau á, thì các bạn chỉ nhìn thấy những cái điểm xấu của đối phương thôi, những cái điều tiêu cực ở đối phương thôi. Và cứ như vậy, những cái điều đó nó dồn nén bên trong các bạn á, nó sẽ tạo nên một cái nguồn năng lượng tiêu cực, và hai bạn sẽ tạo nên một cái nguồn năng lượng tiêu cực, và tới một điểm nào đó nó cộng hưởng với nhau thì nó sẽ làm các bạn xảy ra chia tay. Thì đó là cái mà Văn đã chia sẻ trong cái video mà hai bước thu hút người yêu cũ. Các bạn có thể xem lại cái video đó. Thì á, để tránh những cái tình trạng để làm sao để có thể xóa đi những cái cảm giác tiêu cực này ở đối phương á, thì các bạn cần phải có một khoảng thời gian để tách rời hai người ra, để cho những cái cảm xúc tiêu cực này nó lắng xuống, để cho những cái cảm xúc tiêu cực của người kia nó cũng sẽ lắng xuống. Và khi hai bạn quay lại với nhau á, nó sẽ tạo ra một cái sự rung động mới. Thì cái cách này các bạn áp dụng như thế nào? Đó chính là lâu lâu á, các bạn hãy cho nhau những cái, cho hai người một cái khoảng không gian riêng. Không gian riêng là như thế nào? Bạn lấy ví dụ nha. Ví dụ á, khi các bạn để ý hai người mà yêu nhau sau khi chia tay á, một khoảng thời gian xa cách nhau á, mà họ chia tay nhau rồi á, sau khi họ chia tay nhau á, và họ cách nhau một khoảng thời gian á, họ xa nhau một khoảng thời gian á, thì khi họ yêu nhau trở lại á, thì các bạn sẽ để ý khi họ yêu nhau á, họ sẽ yêu nhau nhiều hơn xưa. Đó là cái mình đã trải qua. Khi mình quay lại với người yêu cũ của mình á, thì mình cảm thấy yêu người đó hơn rất là nhiều. Các bạn cũng để ý là hai người, nếu nếu cái người á, các bạn phải xa cái người mà người yêu của mình một khoảng thời gian dài á, người đó phải đi công tác hoặc người đó phải đi học, đi du học chẳng hạn, thì khi các bạn quay lại với nhau á, cái thời điểm hai bạn gặp lại nhau á, nó sẽ, cái điểm đó sẽ là một cái điểm rung động trong tình yêu, và các bạn sẽ cảm thấy hai bạn yêu nhau nhiều hơn trước nữa. Thì đó là cái cách mà các bạn áp dụng cái phương pháp quên nó đi này. Thì quên nó đi này có nghĩa là hãy dành cho nhau một cái khoảng không gian riêng. Cái đó là cái tình trạng mà đi du học hoặc là chia tay nhau á, thì cái đó là bất khả kháng, là các bạn phải xa nhau một khoảng thời gian dài. Ở đây á, các bạn không có cần tự mà chia tay đối phương để có thể áp dụng cái phương pháp này, mà các bạn có thể dành cho nhau một cái khoảng không gian riêng, khoảng một tuần ít liên lạc với nhau. Có thể là các bạn đi về quê, hoặc là các bạn đi đâu đó với bạn của mình mà không có người yêu của mình. Nói chung là các bạn làm một cái điều gì đó để cho hai bạn có một cái khoảng mà không gian riêng để không tiếp xúc với nhau, để cho những cái cảm giác tiêu cực nó lắng xuống. Khi mà các bạn mà cách xa đối phương của mình một thời gian, các bạn sẽ có cái cảm giác mà trân trọng cái mối quan hệ của mình hơn. Và khi hai người gặp lại nhau sau một tuần hai người không gặp mặt nhau á, thì khi các bạn quay lại, các bạn sẽ nhìn thấy đối phương của mình là một cái người mà kiểu mà có một nguồn năng lượng tươi mới, và các bạn sẽ thấy một cái điều gì đó mới mẻ ở đối phương, và các bạn sẽ có một cái cảm giác là trân trọng cái mối quan hệ giữa hai bạn hơn. Thì đó là cái mà Vắng chia sẻ với các bạn, đó là hãy hãy dành cho nhau những cái khoảng không gian riêng. Thì cái này các bạn không phải cần làm thường xuyên, mà lâu lâu thì các bạn hãy dành cho nhau những cái khoảng không gian riêng, để khi mà hai bạn quay lại với nhau á, các bạn sẽ có cái cảm giác là trân trọng đối phương hơn, yêu đối phương hơn. Thì đó là cái mà công dụng của phương pháp này giúp các bạn nâng cao cái sự rung động của mình lên. Và tiếp tục, khi các bạn nâng cao sự rung động lên thì chắc chắn nó lại phải đi xuống. Thì cái cách thứ tư Văn muốn chia sẻ với các bạn đó chính là lòng biết ơn. Đây là một cái phương pháp mà rất là hiệu quả khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn mà Văn chưa chia sẻ với các bạn. Sau này Văn sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn cách cụ thể để các bạn áp dụng cái phương pháp lòng biết ơn này. Nhưng mà thật sự đây là một cái phương pháp hiệu quả nhất trong luật hấp dẫn. Thì cái phương pháp này nó sẽ, thì khi các bạn xem bộ phim mà The Secret, bí mật của luật hấp dẫn á, Văn nhớ không lầm là ở cái đoạn mà giữa phim á, các bạn sẽ có một cái phương pháp nó gọi là hòn đá biết ơn. Thì hòn đá, đây là một cái hòn đá, và cái phương pháp này được cái tác giả trong bộ phim áp dụng bằng cách là ông lúc nào á, ông cũng mang theo cái hòn đá này ở trong túi của mình. Mỗi lần mà ông đột nhiên, ngẫu nhiên á, ông sờ tới cái túi của mình và chạm cái hòn đá này á, thì nó sẽ là một điều nhắc nhở ông biết ơn một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Thì ông chia sẻ lại cho một người bạn của mình ở châu Phi. Thì sau khi cái người bạn này á, biết tới cái phương pháp này á, thì ông đã áp dụng cái phương pháp này để chữa cho người con của mình bị căn bệnh hiểm nghèo về gan đó các bạn. Thì sau khi áp dụng cái phương pháp hòn đá biết ơn này á, thì cái cậu con trai đó
đã cái bệnh về gan mà bác sĩ không chữa được á, thì đã chữa khỏi bằng cái phương pháp hòn đá biết ơn này. Thì cái mấu chốt của cái phương pháp này á, đó chính là khi các bạn chạm tới cái hòn đá này á, thì hãy biết ơn một điều gì đó trong cuộc sống. Thì cái cách mà mình áp dụng trong tình yêu á, về cái phương pháp hòn đá biết ơn này á, bởi vì mình cảm thấy việc đem theo cái hòn đá này nó sẽ hơi bất tiện, nên mình chuyển thành á, mình sẽ để hình của người yêu của mình á, ở trong cái màn hình laptop, hoặc là các bạn để hình trong người yêu của mình á, trong cái điện thoại di động cũng được. Mỗi lần các bạn mở cái laptop của các bạn lên, bạn nhìn thấy tấm hình của người yêu mình á, các bạn hãy biết ơn một cái điểm gì đó, một cái điều gì đó mà người yêu của bạn đã làm cho bạn. Ví dụ ngày hôm đó người yêu của bạn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn, thì các bạn hãy cảm ơn trong đầu là, ví dụ nha, anh cảm ơn em đã làm đồ ăn sáng cho anh. Và các bạn nhìn thấy tấm hình đó, các bạn nói một câu cảm ơn như vậy. Thì đó là cách mà các bạn áp dụng phương pháp hòn đá biết ơn vào trong tình yêu để duy trì cái mối quan hệ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi các bạn biết ơn điều gì á, các bạn sẽ thu hút điều đó đến với các bạn. Khi các bạn biết ơn người yêu của mình á, thì các bạn sẽ thu hút người yêu của mình về với mình, và các bạn sẽ giữ họ được ở lâu dài với các bạn. Thì đó là cái phương pháp về lòng biết ơn. Nó giúp nâng cao cái sự rung động của các bạn lên. Và tiếp tục, sau một quá trình các bạn nâng cái sự rung động này lên, nó lại tiếp tục đi xuống. Đi xuống á, thì cuối cùng Văn sẽ chia sẻ với các bạn về phương pháp thứ năm. Cái hình này các bạn nhìn thấy rất quen đúng không? Đó là biến bản thân mình thành một cái thỏi nam châm. Có một thực tế như thế này các bạn, đa số chúng ta sẽ nghĩ khi một người mà bỏ một người á, thì cái lỗi thuộc về cái người mà chia tay, cái lỗi thuộc về cái người mà nói ra cái lời chia tay. Nhưng mà không phải, cái lỗi á, nó nằm ở cái người á, bị chia tay các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không còn cái lực hút để giữ được cái người đó ở bên mình nữa. Và phải có một cái nguyên nhân gì đó, họ cảm thấy bạn, cái người mà bỏ bạn á, họ nhìn thấy bạn, họ cảm thấy là không cần gì để níu kéo cái người này nữa. Họ không còn cái lực hút gì để mình ở bên người đó nữa. Còn rất là nhiều người, họ có cái tần số cao hơn, và như vậy là họ chia tay mình thôi. Còn mình á, thì mình cứ ở đó mình đổ lỗi cho cái người kia. Nhưng mà thật sự bản thân mình kém cỏi, bản thân mình không có cái lực hút để giữ được cái người đó ở bên mình. Và cái kết quả là mình bị người ta chia tay thôi. Thì đó là cái phương pháp mà mình chia sẻ với các bạn. Để các bạn giữ được một người ở bên mình, các bạn cần phải biến mình thành một thỏi 500. Thì làm sao để biến mình thành một thỏi 500? Văn đã có chia sẻ với các bạn trong 7 bước thu hút người yêu cũ về với mình. Thì có một cái bước là biến mình thành một thỏi 500. Khi bạn biến mình thành một cái thỏi 500 rồi á, thì rất khó để cái người kia họ dứt ra khỏi bạn. Bởi vì cái lực hút của bạn mạnh, bạn có thể giữ được người đó bên mình. Thì nếu bạn nào á, muốn Văn chia sẻ một cách chi tiết hơn về cách biến mình thành thỏi 500 á, thì cái video trước Văn cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà nó chưa có chi tiết lắm. Nếu các bạn cần á, cần Văn chia sẻ cách mà chi tiết hơn về cách biến mình thành một thỏi 500 để thu hút mọi thứ về với mình á, thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Văn sẽ làm một cái video chia sẻ chi tiết với các bạn về cách biến mình thành thỏi 500 như thế này. Và khi các bạn đã biến mình thành một thỏi 500, biến mình thành người có sức hút rồi, thì rất khó để đối phương có thể dứt ra khỏi bạn. Và rất khó để cái người đó nói lời chia tay với bạn, khi bạn là một người có cái lực hút. Và các bạn cũng, vì vậy các bạn cũng đừng có đổ lỗi vì sao mà người ta lại chia tay với bạn. Tất cả là lỗi ở bản thân mình mà thôi. Thì khi các bạn đã biến mình thành cái thỏi 500 rồi, các bạn sẽ giữ được cái người yêu của mình, và lúc nào cũng tạo cho người, cái đối phương của mình một cái sự rung động ở trong lòng khi nhìn thấy bạn. Bởi vì bạn là một người có lực, có sức hút. Thì khi một người mà nhìn một người có cái sức hút á, bên trong của họ lúc nào cũng có một sự rung động. Nó cũng giống như việc mà các bạn nhìn thấy thần tượng của mình á. Khi các bạn nhìn thấy thần tượng của mình á, các bạn sẽ có một cái sự rung động ở bên trong của mình, và nó sẽ kéo cho cái mũi tên này nó đi lên. Thì đó là 5 cách mà bạn muốn chia sẻ cho các bạn để giữ một cái mối quan hệ lâu dài. Và trên thực tế á, cái biểu đồ nó sẽ đi như thế này, chứ nó không bao giờ nó hoàn hảo mà nó đi lên như thế này các bạn. Và các bạn mà yêu nhau mà hai người không có nỗ lực để giữ cho một mối quan hệ lâu dài, thì kết cục nó sẽ là một cái mũi tên đi xuống thôi các bạn. Và nhìn theo cái biểu đồ này các bạn thấy không? Để được cái mối quan hệ mà lâu dài như thế này, cần rất nhiều nỗ lực giữa bạn và người bạn đời của mình. Thì đó là cái mà Văn muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn có những cái cách nào hay thì hãy comment ở bên dưới, chia sẻ với mọi người cùng biết. Và nếu các bạn nào có quan tâm về luật hấp dẫn thì hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông bên cạnh để có thể nhận những video tiếp theo của Văn về luật hấp dẫn. Cảm ơn các bạn.